Chào cả nhà nha. Hôm nay mình làm món cá chiên siêu cay. Đây là cá mình mới đi biển nè, mới đi biển biển vừa thuyền mới lên là mình mới đi lấy liền. Nhậu về em. Hồi xưa mình làm đổi dao là mình đổi nhà thứ ba là mình say mẹ rồi. Thì cứ tới nhà uống ba uống mấy lon vậy đó. Hồi xưa mình ai mời là mình uống à, kỳ lắm, mình mắc cỡ. Cứ ai mời nhậu là mình nhậu à, mà nhậu dặn như nhậu mà không uống gì vậy. Khoái sao tao nói gì mày nói cũng giống mày hết vậy, như vậy là ai ngờ tính à, tính ra mình cũng hư vậy hả. Này sao mày không có rồi kêu làm mấy cái tốt á, kêu em giống anh á, mấy cái xấu mày kêu giống tao không. Nói giỡn á bà, nói vậy mà cũng đem xuống lên chết luôn á. Món này nó hơi công phu một tí. Trời ơi, chưa gì mà đói bụng rồi. Mới làm thức ăn thôi mà đói bụng rồi đó. Nè, con đang làm nè. Mới làm thôi là đang thấy đói bụng rồi đó. Tay mình rửa rồi nha mọi người. Không. Dạ. Đây là sai rồi. Đây. Bỏ xả. Bỏ mấy con xả. Bày chút trong giường nó rửa chửi. Có than chưa vậy? Sao người ướt hết vậy? Không lạnh hả?
là tranh thủ quá, mình chưa mình tranh thủ mình tắm rồi. Không dám tắm buổi tối. Rồi, nãy là cá chim nha cả nhà, bây giờ là tới cá cu. Chim rồi mình phải tới cu. Này mình cũng không biết gọi là cá gì nữa. Ô cha, vừa đủ luôn, vừa đủ với bạc luôn. Hay quá. Đây là giai đoạn quan trọng nhất, thành bại là do nó nha cả nhà. Nay là trời đây nó rất lạnh, này mình nướng cá, tranh thủ ra biển mình mua cá tươi lên về mình uống với bạc mình nướng. Món này mình tự chế nha, ở đa số người ta uống với bạc thôi, còn mình chế tùm lum hết. Cái món chế là món ngon nhất, nó có hai phương án, một là ngon nhất, hai là dởm nhất, chỉ có hai loại đó thôi. Xong. Vậy bạn
kia luôn, cái kia luôn. Đây là cá chiên, còn đây là cá cu nha mọi người. Tối nay là có chiên có cu đủ rồi. Thì là rồi, ok xong.